Bị chứng situs hygroma, một dị tật bẩm sinh từ khi sinh ra, Marima Kiura từ bé đã có ngoại hình khác người vì khối u trên mặt. Cô không thể đi đứng, nói chuyện như những người bình thường. Sự mặc cảm theo đuổi cô gái trẻ từ năm này qua năm khác. Marima luôn phải tránh ánh nhìn của những người xung quanh bằng cách che mặt khi đi ngoài đường. Khi còn nhỏ, tôi thường nói với bản thân mình trong gương rằng tôi trông thật xinh đẹp. Tôi động viên bản thân và liệt kê những điểm tốt của mình. Nó giúp tôi xây dựng sự tự tin qua nhiều năm. Sau đó, Marima quyết định thử làm vlog trên YouTube, hướng dẫn cách trang điểm. Đến nay, Marima đã thu hút hơn 111.000 người theo dõi. Video dạy make-up của cô cũng đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh những bình luận cổ vũ và khen ngợi, Marima cũng phải nhận những lời chê bai ác ý. Tuy nhiên, cô không để tâm đến những điều tiêu cực. Với tôi, vẻ đẹp có nghĩa là chấp nhận bản thân bạn vì chính con người thật của bạn và bỏ ngoài tai những gì người khác phán xét. Không có vấn đề gì nếu bạn có một khuôn mặt trông khác với mọi người. Ngoài làm video trên mạng, cô còn làm giáo viên dạy nhảy Zumba và lên lớp hàng tuần. Cô gái dũng cảm không lo lắng tình trạng bệnh tật sẽ ảnh hưởng thế nào đến mình trong tương lai. Cô còn hy vọng sẽ kết hôn một ngày nào đó, có dòng sản phẩm làm đẹp riêng, đi du lịch, dạy mọi người khắp thế giới về make-up và chia sẻ trải nghiệm của đời cô. It's not easy. Ever since she was little, she's always managed.